Hello, chào tất cả anh em gần xa nha. Nay ngày 6 tháng 8 năm 2021 nha anh em. Thì chiều rồi. Giờ chiều mua được hang bò nè anh em ơi. Quay lên cho anh em xem liền tham khảo nè. Đó, để em quay chân móng hình tướng cho anh em nè. Hang bò này là đều bò lắm nha anh em. Có một con bò móc này lai thái nè anh em ơi. Nè để em quay cho anh em xem. Đây bò móc nè, để em quay móng vuốt cho anh em coi nè ha. Đó, xương sát bò này lớn xương nha anh em, chứ không phải dạng chung xương rồi nha. Dậu rúng lai hồng. Đây. Đó, bò này lai lắm nha anh em. Lai tê ly long bình nha anh em. Chân móng hoàn thiện hết nha anh em. Bò móc này tốt lắm nha, dày bò lai tê ly long bình luôn á. Anh em xem clip đi, mấy anh em nào chưa đăng ký kênh đó, bên tay phải màn hình đó, có chữ đăng ký màu đỏ đó anh em. Bấm vô chữ đăng ký này để có kịp coi bò mới đang mua anh em. Quay lại vấn đề là hang bò Italy Lai Long Bình, mét 4 5 phân anh em, dày bò, xương sát lớn, đầu cổ hình tướng khỏi chơi. Con lai này muốn lai thái nè anh em, màu ốc nè. Em báo giá luôn cho anh em tham khảo luôn mùa dịch nè ha. 64 triệu anh em ơi. Đây. 64 triệu anh em ơi. Đây, đó anh em coi bò dày bò nha anh em. Hai con đồng gan chạng nè, mà con bò trắng này nó hơi yếu thịt hơn bò móc. Bò móc nó dày bò hơn. Con bò trắng này cũng tốt bò nha anh em. Đây, anh em coi tham khảo nha. Thì vừa qua cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em gần xa nha, đã ủng hộ chạy bò của em nha. Chạy bò chúng em lúc nào cũng yêu quý những anh em khách phương xa nha. Đấy, để em quay đùi đít nè anh em. Lưng giai đôi nha anh em. Bò này lưng với nách là giai đôi khỏi chơi. Đấy, để quay nè, bò móc cặn kẽ cho anh em xem nè. Đó. Thấy không? Cái hình như con khủng long nha anh em. Đấy. Đó. Lai lỗ tai bự lắm anh em ơi. Thì chạy bò của chúng em nằm địa chỉ là ấp An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Trên Long Xuyên 18 cây số nha anh em. Số điện thoại trên màn hình là 0965185252. Số của em nha. Anh em nào muốn mua thì điện thoại trực tiếp nói chuyện với em ha. Thì hang bò móc này em xin nhắc lại là 64 triệu nha anh em. Đấy, bò mét 4 5 phân nha anh em. Xương sát hình tướng đầu cổ khỏi chơi nha, bò xương lớn anh em. Đấy, bò này trúng anh em dỗ béo lắm nè anh em ơi. Về đưa thuốc vô mấy anh em dỗ 4 tháng là ăn liền luôn đó anh em ơi. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều nha.